Hello, chào mọi người nha. Mình đây thì cái video này mình sẽ không cần lý sẽ một người cắt tại da để tại da mình bị bằng khăn giấy nha. Đây, để mình xem thôi, đơn giản. Cái gì? Là cái gì nha? Rồi giờ bắt đầu nha. Bước tay dài mọi người rất là khó, không biết phải học cái tay dài bước lâu nha. Rồi mọi người, nhìn sẵn sáng bóng nha. Này thì mình cũng học hỏi cho bạn nha mọi người. Xong rồi mình đã tìm kiếm vẻ sử dụng ở lâu rồi. Cho nên là mình nhiều cái mạng mình cắt học cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm mình đã chấm dầu để mình học lại mình mọi người nha. Mình dùng cái gì nha, để mà nó không bị quá thì mình đánh lại chút nha. Tôi cảm thấy nhạc cứ không được. Theo như cái kinh nghiệm mình đã dùng làm cái kỳ vậy nè. Thì cái hình hàm da càng tốt vậy nè, càng tốt nha. Mình cho mình để cắt nè. Mọi người có thể đăng ký kênh ha, kênh mình còn sẽ lý cái loại vẽ thì cũng này còn lâu rồi. Thì clip mới làm kênh chút thời gian đây thôi, thì mình tổng tới 3 năm rồi. Mình làm đặc biệt thì mình cũng tâm lực cho mọi người là mình có vẽ công viên ha. Mình cũng có vẽ công viên. Mình tự cứu bằng được thầy, ở Cần Thơ dùng thầy ở Lào Cai ha, dạy mình để mình vẽ ha. Cho nên là trong quá trình vẽ, bạn thấy mình vẽ không có vẽ công viên thì mình phải qua nha. Thì đó là mình có thể dạy mình tác phẩm mình làm ra nó đẹp. Đối với mình á, còn với các bạn cũng cần làm nha. Nhưng đối với mình thì khi mình làm ra nó đẹp là nó đã ok rồi. Còn khi mình thấy công việc thì mình nghĩ không. Mà góc độ mình vẽ cũng cái nhà mình vẽ cũng trên 10 năm ha, thì mình mới nhiều cái điều vậy là người vẽ khi không chuyên thì họ cũng phải bỏ rất nhiều thời gian vào cái công việc vẽ hơn mọi người, chứ không có thể nào mà bỏ thời gian mà kết quả như thế này. Lý do giá thành của mọi người luôn là lúc vẽ cái môn vẽ thật là đẹp và bỏ nhiều thời gian rất nhiều thời gian. Thì mọi người cảm ơn cái kênh của mình nha, bên mình là phòng tranh lý, thì mình cũng thông báo mọi người ra cái kênh của mình là anh em mình thì vẽ rất là nhiều ha. Thì bộ môn vẽ này chưa phải truyền hình nữa nè. Trong video này thì mình sẽ vẽ da người ha. Thì các bạn nào chưa từng vẽ thì có thể vào xem mình vẽ da ha. Còn nếu mà vẽ rồi thì các bạn đến xem vậy chứ ha. Thì mình cũng nhắc lại là mình cũng có vẽ viên nha. Còn tranh của mình thì chủ yếu là tranh mà ở cái mạng ngoài thì chủ yếu là tranh mình vẽ ha. Tranh mình vẽ lại, còn tranh mình sắc thảo là nhiều nha. Mình có tắt mạng ở đây nha. Cái này nó mà thì nó bài phòng sẽ bài cái sẽ giống như là nha.
bò nhá, nó làm được. Này sẽ có một cái này nha, nghĩ nha. Hiện tại sắp lại tỉnh táo hết. Chỉ có lại cái bộ môn bẻ này vậy nó không có cái đại diện ha. Nó còn có cái đại diện. Chỗ nào có da, cái da, bà này có da, chỗ nào có da mình sẽ bẻ hết. Rồi, á, coi mình đã, những cái bạn đấy mình là tại gia nha. Rồi, tôi sẽ dùng cái duy trì. Những cái duy trì này là đánh cái chỗ mạnh nè, dùng là cái nhắc. Mà cả đám cùng sáng thì bạn nhớ là phải có lý mà lại nha. Để nó... Rồi, bạn sẽ lấy sáng nha. Thì có rất nhiều cách lấy sáng nha. Thì bạn sẽ lấy sáng là lấy cái gương nè. Gương cái sáng để những cái mảng lớn nha.
rồi chúng ta sẽ sử dụng cái bộ pin ha. Đây là bộ pin để lấy sáng cái nhà bóng nha. Thì giờ là sao hơn tiến trình ảnh cho các bạn tại gia ha. Cái video tiếp theo mình sẽ kết thúc. Thì các bạn đăng ký kênh là không gian lý ha, để thay đổi cái quy trình này.